rồi còn con bé, con đi chung ạ. Rồi con nói cho mọi người giới thiệu mọi người. Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con tên là Sang Thuận Phúc, năm nay 17 tuổi, ở người ta nhà Đắk Lông. Con bị bệnh sao rồi con mà cảm nhận được phương pháp như thế nào, chia sẻ cho mọi người. 17 tuổi bé đang bị bệnh gì? Dạ, khi con mới sinh ra con rất mạnh khỏe, nhưng đến lúc 2 tuổi thì con lại bị bệnh tê liệt và con không nói được. Thì bây giờ con này tê liệt mà không nói được, bây giờ con có thể nói được và đứng dậy đi đến đây. Chú bạn được con đây như thế nào, chia sẻ cho mọi người. À, khi đấy thì con bị bệnh thì bố mẹ là bà con đưa con lên bệnh viện ở trên Hà Nội chữa ở Thụy Điển, thì các bác sĩ bảo không chữa được, đưa về điều trị bằng phương pháp bằng ấy để con. Nhưng mà một thời gian thì không thấy hiệu quả thì nên con lại đưa con đi chữa tiếp. Khi đến chữa thì chuẩn bị ra xe đi về thì nó có chuyến xe thì lúc đấy mẹ con nên là con mình không quen người bên đấy thì thôi thì đã gần tối rồi thì chỗ nhà là ai mua đốt đâu, mua đốt không ai đâu Hà Nội bác đặt chú ở đấy là đêm là mai về sáng mai khi lễ xong về thì cha ở đấy có hỏi là đi đâu thì mẹ con hay bà con bạn là đưa cháu đi chữa quen. Đi chữa thì con cha ở đây. Và bây giờ thì chú đã chữa cho con khỏi đúng không? Dạ. Hallelujah. Một người mà từ 2 tuổi đã bị bệnh tai biến mà bây giờ đứng được ở đây và có thể nói, có thể chứng minh, chia sẻ bằng chứng cho mọi người được như vậy. Và hôm nay ai đưa con đến cho mình thì mình sao không biết con đến đây? À, hôm nay con đi cùng bà con và người thân quen. Cho tặng cho con cái máy trong các bài giảng đồng cho Chúa nhé. Con tiếp tục ra đi chia sẻ và làm chứng cho mọi người về những điều kỳ diệu Chúa làm cho con. Rồi, chúng ta cho mình nắm tay người kia. Rồi con,